Cái việc thứ nhất là tôi phải hiểu rõ cái đối tượng đó Thì tôi thường là bằng cách là đi vào cái cộng đồng đó Bằng cách là nhóm mà cái chui vào nhóm Facebook của họ để xem họ nói cái chuyện gì Đấy là tiếp theo ấy là là xem là họ đang nói cái chuyện gì và họ đặt cộng Tiếp theo một kỹ thuật nữa là các anh chị có thể nhìn thấy khi mà tôi trước khi tôi nói cái điều gì ấy, Thì tôi thường là cho họ hỏi còn câu hỏi gì không hỏi đi hỏi đi hỏi đi Và tất cả những câu hỏi của họ tí tiếp tôi sẽ nói cái bài diễn văn của tôi là xung quanh cái câu hỏi đấy Thì nó mới là cái điều người ta quan tâm người ta thích nghe Chứ còn mình cứ nói về cái điều của mình thì không được Và đây chính là cái phần quan trọng nhất trong marketing Tôi định vẽ cái hình gì đâu biết Tôi định vẽ hình gì À hình tròn và hình vuông đúng rồi Đầu tiên thì các anh chị đi học rồi Các anh chị phải nhớ đến cái sơ đồ này à, Sơ đồ này Đúng rồi Đấy Là phải biết cái vuông tròn Tròn vuông này Ê, cái tròn này chính gọi là khách hàng này các anh chị nó là khách hàng của chúng ta thì à, đầu tiên là chúng ta sẽ xác định khách hàng theo cái gọi là nhân chủng học giới tính tuổi tình trạng hôn nhân nơi sống nghề nghiệp vân vân thì đấy là phương pháp cổ điển rồi gọi là marketing old school marketing rồi còn ngày nay chúng ta làm marketing chúng ta phải xác định đến một thứ nữa thì gọi là gì là gì và gì sở thích và sở thích và sở thích và hành vi đúng rồi ạ như vậy chúng ta phải xác định được là về mặt nhân chủng học về mặt sở thích về mặt hành vi và các yếu tố khác của khách hàng cho nên là mỗi một người chúng ta ở đây phải biết rõ khách hàng thì ông nào mà cũng bảo là nhiễm độc trì nhiễm độc trì nhiễm kim loại nặng thì nó không có kết quả phải xác định rõ đối tượng và mỗi một đối tượng đấy một đối tượng khách hàng đấy thì người ta chúng ta phải xác định được là cái nỗi đau những cái nỗi đau nào của người ta đang phải trải qua trong cuộc sống này chúng ta mang một cái tờ giấy nốt ta dán nó vào cái bức tranh này của ta là một cái bức tranh lớn ở trên tường như này dán nó lại mỗi khi chúng ta nói chuyện với họ ta phát hiện thấy một nỗi đau ta đem ta dán vào đây một cái giờ giấy nốt như thế để chúng ta có được những cái nỗi đau điều thứ hai chúng ta phải xác định được những cái điều mà họ sung sướng những cái cảm xúc tích cực chúng ta lại cũng đi tìm những cái điều sung sướng ta dán nó vào đây đó, đó là những cái tờ giấy nốt ta dán nó vào đấy ta dán nó từng lớp từng lớp một và khi mà cái nhu cầu nó không còn nữa thì ta tháo ra khỏi cái tờ giấy của chúng ta như vậy chúng ta sẽ có một cái bảng đầu tiên là bảng những cái nỗi đau sự sung sướng và cái yếu tố thứ ba là gì anh em bằng những cái việc họ muốn được làm được trải qua họ cần phải hoàn thành những cái công việc họ phải làm chúng ta lại có những cái công việc cần phải làm ví dụ như học sinh thì công việc cần phải làm là gì anh chị phải học nỗi đau của nó là gì ạ điểm kém đúng không sự sung sướng là gì ạ điểm cao như vậy là có cái việc gì đó mà không cần học mà tự nhiên có điểm cao là chúng nó sướng đúng không nhỉ như vậy chúng ta đến và nói chuyện với trẻ con ấy này đây ta bảo ta chạy cho mày cách học rất đơn giản và dễ nhớ phát điểm cao ngay thì con nó có nghe lời mình không nó ngay lập tức nó chạy cho nó ôm vở cho nó chỉ nó đòi mình chỉ cho nó cái cách làm như vậy thì đấy là cách mình dụ trẻ con Thế thì đấy là một cái quá trình chúng ta phải sưu tầm và thường xuyên bổ sung cái khách hàng mục tiêu của mình khách hàng nam mình phải kể một câu chuyện khác khách hàng nữ mình phải kể một câu chuyện khác đấy là cái điều đầu tiên những cái trải nghiệm về mặt ngôn từ của họ cái ngôn từ của họ họ sử dụng đối tượng khách hàng mục tiêu chúng ta sẽ sử dụng những ngôn từ nào thì chúng ta sẽ phải sử dụng những ngôn từ đấy để kể chuyện với họ chúng ta chỉ có thể tiếp cận được với họ khi chúng ta đồng điệu về văn hóa về ngôn ngữ về xúc cảm của chúng ta và cả những cái việc mà họ trải qua nữa thì đấy là cái điều mà chúng ta phải tạo ra cái bức tranh về khách hàng cái này được gọi là chân dung khách hàng rồi thế thì sau khi mà chúng ta tạo ra được cái chân dung khách hàng rồi ấy, thì chúng ta mới tạo ra là một những cái viên thuốc những cái viên thuốc những cái viên thuốc này để dùng để giảm chữa giảm đau cho họ chữa giảm đau cho họ và chúng ta đưa ra những cái lời gì ạ lời hứa à, lời hứa về lợi ích những cái lời hứa những cái lợi ích mà có thể tạo ra được cái sự sung sướng cho họ chúng ta đưa ra những cái câu chuyện thì cuối cùng số ba ở đây chính là món quà của chúng ta là có thể nó là hàng hóa Có thể nó là câu chuyện Có thể nó là cái bài bán hàng của chúng ta Đấy thì đấy chính là cái cái cuối cùng nó mới là cái hàng hóa ở đây Khi tôi nói ví dụ như thế này Cái việc nhiễm trì hay là nhiễm kim loại đặng hay là nhiễm thủy ngân ở đây có anh chị nào quan tâm không? Không ai quan tâm cả đúng không nhỉ? Cho nên là chúng ta mà cứ nói những cái điều đấy Thì nó nó, không nó không đúng nó, nó nó làm cho khách hàng làm sao ạ? Đóng não vào khách hàng bảo làm sao ạ? nhức đầu rồi sao nữa ạ à? mệt rồi sao nữa à? về luôn nhỉ ấy à. cho nên là nếu mà chúng ta cứ pét tin với cả thủy ngân với trì thì nó không phải là cái điều khách hàng quan tâm ở đây vậy thì ẩn chứa đằng sau cái việc nhiễm trì là gì nhiễm độc của trì là gì ạ anh có biết trì nhiễm độc thì cái điều gì theo không? không phải trì thì làm cụt đuôi tất cả bọn đồng nọc và nó không bơi được có đúng không anh em và đấy là một trong những nguyên nhân khiến cho các ông làm cố làm ngày này sang ngày kia mà nó không thụ thai có phải ông ông, ông ông sĩ Tuấn <laughs> tôi nói thế thôi cái lời nói của tôi vừa rồi là ví dụ không mang tính minh họa cụ thể nhá tôi cũng không biết con nòng nọc là gì và tôi cũng không biết chỉ là gì đâu tôi ví dụ thế thôi <laughs> ngoại tin thật thì đấy như vậy thì nòng nọc cụt đuôi là cái gì đấy ạ à? là nỗi đau của họ đằng sau cái việc nòng nọc cụt đuôi là gì ạ à? là gì là không có con đúng rồi cho nên không có con đã không có con cho nên là suy ra là nòng nọc cụt đuôi nòng nọc cụt đuôi là so nó bị nặng đuôi quá thì nó rụng đuôi thì tôi nghĩ thế ừ. đây tôi lấy ví dụ như vậy thì đằng sau cái nỗi đau đấy là cái điều mà họ mong muốn nhưng họ không đạt được thì nó là nỗi đau cái điều họ khát khao họ không đạt được thì là nỗi đau để chúng ta hiểu như vậy họ muốn mà không được là nỗi đau có cái bà mẹ mà con hút cần đấy là nỗi đau đúng không bà mẹ cái nỗi đau của bà ấy là thằng con hút cần nhưng mà thằng con hút cần thì nó nó tạo ra nỗi đau cho bà ấy nó có tội tạo ra nỗi đau cho tôi hay không không đúng rồi mà thậm chí này một ông bố một bà mẹ nhá cùng cái gia đình nó thằng con nào hút cần mà ông bố thì đau ít bà mẹ đau nhiều vậy nếu mà bây giờ mình muốn bán cái phương pháp chữa lành thằng con này thì bán cho ông bố hay bán cho bà mẹ dễ hơn Đúng rồi các anh chị hay không? Thằng nào đau hơn thì thằng đấy dễ mua hàng hơn. Và cái câu chuyện mà tôi kể ra cách mà chữa cho ma túy cho rất là nhiều người đây rồi thì là kiểu gì bà ấy cũng sẽ mua cái món cách cái cách chữa ma túy của tôi. Mà cái cách chữa ma túy của tôi nó nằm trong khóa học nào không? Lập trình vận mệnh đúng không nhỉ? Thế là bà ấy gật đầu rồi, tí nữa bà, bà ấy ra bà hỏi lập trình vận mệnh cho mà xem. Có dễ không? Cho nên là đây nỗi đau là thằng con nghiện ma túy tóm lại nó là nỗi đau thì mình đưa ra viên thuốc để giải quyết nỗi đau đó thì cái viên thuốc đấy cần phải được đóng gói vào bên trong cái món hàng này cho nên là cái khóa lập trình vận mệnh là giúp cho những con người này họ lập trình lại cái cuộc đời của họ cho nên là bây giờ nó đang đi loạn nó đi lung tung nó tìm đến những cái ảo giác như vậy là vì nó không có cái đích đến cuối cùng của cuộc đời đúng không nhỉ cho nên nó làm những cái việc hủy hoại cơ thể. Hôm qua có bà mẹ nhắn tin tôi nói thằng con bây giờ phát hiện thằng con nó làm sao đấy ạ? Nó cắt tay. Nó cắt tay. Dao lam, đúng rồi. Cái tỷ lệ này ở cái người đó cái nhóm tuổi đó khoảng hơn 10%, chỉ có điều là thằng đấy nó nó rõ ràng quá. Chứ còn những đứa trẻ khác thì hỏi nó sao mày bị đau thì nó bảo là con bị ngã, con bị thương bị thằng khác va vào. Có rất là nhiều nó châm thuốc lá này, vào tay này cũng có này. Rồi nó cắt dao lam thì đấy là một cái biểu hiện của một cái viện bệnh lý. Và tôi có thể làm được cái việc đó thông qua cái chương trình lập trình vận mệnh. Hay, gì? Thế là tôi, rất là nhiều người muốn đến cái chương trình lập trình vận mệnh của tôi rồi. <laughs> tôi kể chuyện với cái ông đây, công ông lặng hết rồi này. tôi để kể cho ông câu chuyện khác như này. Hôm qua nhà tôi có con mèo. <laughs> Chưa kể các nó cười hay sao? Nhà tôi có con mèo. Con mèo nó như này, nó kêu mèo mèo. Này chậm chuyện hết. Thế là cứ tôi cứ bảo tôi, tôi, tôi có một câu chuyện này, thì làm sao ạ? thế là họ là nghe cứ có con mèo này thế là làm sao họ cười họ chẳng biết con mèo làm sao cả con mèo làm sao kêu mèo meo hết chuyện như vậy thì chúng ta có thể đưa ra được những cái lời hứa về cái sự sung sướng tôi bảo chị này tôi cái cách của tôi ấy, là tôi truyền cho chị chị về chị không chỉ có thể giúp thằng nó cai được mà giúp cả đám bạn nó cai được luôn mà ở đây rất nhiều bà mẹ đã giúp được con mình như thế chị có muốn cái chương trình này không đúng rồi đấy Ôi, em có hóa mắt sáng rực à <laughs> em có hóa mắt sáng rực cọc dũng dinh à đấy thì như vậy là tôi bán xong khoa học rồi đấy rất dễ dàng đúng không nên là đừng tưởng tôi bị chuyện gì tôi cũng nghe được hết ừ. Đây, tôi lấy ví dụ cái ông này ông dũng rồi ông dũng giơ tay lên là vậy vậy là nào rồi cái nỗi đau của ông của bà mẹ ông dũng là gì tôi đố các ông biết nào lần trước ông nào đi học lập trình vật mệnh bà liên bà đứng và nói rồi cái đố các ông nhớ là chuyện gì chuyện gì nào à bà ấy lại bắt thằng con phải thích kinh doanh à, trông ông dũng là trông giống nghệ sĩ hơn là giống doanh nhân ông dũng biết hát hay là biết chơi đàn hay là gì đấy dũng hay chơi guitar hay là chơi trống? À, chả chơi gì cả. <laughs> Bà mẹ thì kinh doanh rất là tài cán tài ba bươn trải khắp mọi nơi kinh doanh để bây giờ đem đến một cái công việc thành công. Hỏi là đi đâu ấy? Chị đi shopping shopping gì đấy? Shopping biệt thự. <laughs> tức, là, tức là tiền nhiều đến mức mà đi người ta đi shopping mua túi mua tiếc là kinh lắm rồi hiểu không? shopping đến như cô cô này là mua ô tô để siêu xe là được rồi bà này shopping 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 biệt thự nhà nhà rất nhiều biệt thự Thì tôi khuyên bà là làm gì đố biết bán đi thì làm gì ạ đi chơi đúng rồi <laughs> sống được còn mấy chục năm nữa không đi chơi thì bao giờ mới đi chơi giờ vẫn cắm đầu làm sáu chục tuổi rồi Giờ đi cố gắng đi chơi thì cũng chỉ được bốn chục năm nữa chứ mấy <laughs> đấy bán đi không em không cần em chỉ cần em làm tài xế cho bà đi chơi được rồi đấy đấy thì đấy là cái bản đồ về khách hàng cho nên cái chuyện hay là chuyện đầu tiên là phải chuyện kể được cái vấn đề về khách hàng thế thì ở đây chúng ta cũng thế chúng ta phải xác định rõ cái đối tượng mà chúng ta muốn nói chuyện hôm đó là ai nên là khi ai đó mời tôi đến nói chuyện thì tôi bao giờ tôi cũng vậy tôi phải làm hai việc quan trọng sau đây cái việc thứ nhất là tôi phải hiểu rõ cái đối tượng đó thì tôi thường là bằng cách là đi vào cái cộng đồng đó bằng cách là nhóm mà cái chui vào nhóm facebook của họ để xem họ nói cái chuyện gì Đấy là cái, cái xem họ hỏi những cái điều gì Họ hỏi cái gì thì đấy chính là nỗi đau của họ Họ tìm kiếm cái điều gì thì đấy chính là nỗi đau của họ Cái điều thứ hai nữa là Thường khi mà đến một cái nơi là tôi phải xin phép và được ngồi trước ở dưới để xem mấy cái người kia họ nói cái chuyện gì Đấy là tiếp theo ấy là là xem là họ đang nói cái chuyện gì và họ đặt cậu Tiếp theo một kỹ thuật nữa là các anh chị có thể nhìn thấy khi mà tôi trước khi tôi nói cái điều gì ấy, Thì tôi thường là cho họ hỏi còn câu hỏi gì không hỏi đi hỏi đi hỏi đi Và tất cả những câu hỏi của họ tí tiếp tôi sẽ nói cái bài diễn văn của tôi là xung quanh cái câu hỏi đấy thì nó mới là cái điều người ta quan tâm người ta thích nghe chứ còn mình cứ nói về cái điều của mình thì không được đấy mình đang nói về sức khỏe sinh sản chẳng hạn thì mình sẽ nói về đuôi con đồng nọc thì sau đó mình nói là tôi có cái pectin để chữa cái đuôi con đồng nọc này mà nó nằm ở trong cái viên táo 3 gram của tôi à, đấy. ông chỉ cần mua cái quả táo 3 gram này thì ông sẽ có cái chất pectin để chữa cái đuôi con đồng nọc này thế là ông có con thế bây giờ biết cách vẽ chưa không cần nghĩ có cuốn sách dạy làm điều này có mua không cuốn sách này có tên gọi là thiết kế mô hình kinh doanh nhé. Yeah. Chúc mừng bạn đã xem hết video về kinh doanh cùng với phạm thành long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.